và điện áp đã tuột xuống dưới 11,6 thì sau khoảng 3 giây thì mạch sẽ lập tức ngắt delay để ngắt thiết bị, để tránh gây tình trạng mà bình ắc quy bị tuột áp quá mức và có thể gây hỏng bình. Chào mừng các bạn trở lại với video review sản phẩm của kênh điện tử DT. Ở video này mình sẽ giới thiệu về mạch bảo vệ pin tự ngắt khi yếu nguồn M609. Mạch sẽ có chức năng là phát hiện và ngắt điện áp ngõ ra khi điện áp ngõ vào nhỏ hơn hoặc bằng điện áp ngắt cài đặt. Ngoài ra, chúng ta có thể dễ dàng cài đặt điện áp đóng relay khi pin được sạc đủ điện áp. Mạch thường được sử dụng cho pin hoặc là bình ắc quy nằm trong dải điện áp là từ 12V cho đến 36V. Thường được sử dụng vào các ứng dụng như là bảo vệ pin hoặc là bình ắc quy, tránh sử dụng pin gây tuột áp quá mức có thể gây hỏng pin. Hiện tại thì sản phẩm đang được bán trên website điện tử dt.com. Tùy trình duyệt các bạn truy cập điện tử dt.com, tìm kiếm với từ khóa DT2475, sau đó xem chi tiết. Ở đây thì mạch sẽ hoạt động với điện áp là từ 12V cho đến 36V và thường được sử dụng để bảo vệ pin cũng như là ắc quy, tránh gây sụt áp quá mức có thể gây hỏng pin hoặc là bình ắc quy. Như vậy là mạch sẽ phù hợp với các pin hoặc là ắc quy nằm trong dải điện áp là từ 12V cho đến 36V. Và chúng ta có thể cài đặt điện áp ngắt cũng như là điện áp đóng để cấp nguồn cho thiết bị bằng hai nút nhấn có trên mạch. Và điện áp đo được cũng như là điện áp cài đặt sẽ hiển thị qua 3 led 7 đoạn này. Và ở đây trên mạch sẽ có các ký hiệu bao gồm là Vin, bao gồm 2 domino cộng trừ là điện áp DC nằm trong khoảng từ 12V cho đến 36V. Và 2 domino phía bên trái được ký hiệu là Vout là nơi mà chúng ta sẽ đấu với lại thiết bị, cũng có ký hiệu là cộng trừ. Và ở vị trí Vout này sẽ có điện áp bằng với đệ điện áp đầu vào khi mạch ở trạng thái on, có nghĩa là mạch sẽ đóng delay. Và ví dụ ở đây mình có một thanh led sử dụng điện áp là 12V, cho nên mình sẽ ví dụ với lại bình 12V. Và như đây mình có một bộ nguồn đa năng và mình sẽ ví nó như là một bình ắc quy 12V và mình sẽ điều chỉnh được điện áp đầu ra. Và chút nữa mình sẽ điều chỉnh điện áp tăng giảm xem như là bình ắc quy đang được sử dụng pin và đang bị tuột áp nha. Do mạch sử dụng được điện áp là từ 12V cho đến 36V cho nên chúng ta sẽ có thể lắp được với bình ắc quy là 12V hoặc là 24V. Hoặc là đối với các pin như là pin 3S, 4S, 6S hoặc là 7S. Hoặc là các pin có điện áp tương ứng nha các bạn, nằm trong khoảng từ 12V cho đến 36V là được. Còn trường hợp này thì mình sẽ ví dụ với lại nguồn bình ắc quy 12V. Ví dụ bây giờ mình sẽ đấu vào Vin. Và ở vị trí Vout thì mình sẽ đấu với thanh led 12V này. Giờ mình sẽ cấp nguồn. Và đây ngõ ra đang ra là khoảng 12V bằng với điện áp ngõ vào do mạch đang ở trạng thái on, do hỏi điều kiện như mình đã cài đặt nha. Và đây điện áp 12V là điện áp mà mạch đang đo được ở phía đầu vào. Và mình đang cấp là khoảng 12,4V. Có sai số một chút ít nhưng mà không đáng kể nha các bạn. Và đèn ở phía trên đang sáng có nghĩa là đầu ra đang ở trạng thái on. Và đèn mình lắp ở vị trí đầu ra cũng đang sáng. Và chúng ta có thể nhấn nút được ký hiệu là cộng trừ để xem điện áp mà chúng ta đã cài đặt. Khi mình nhấn nút cộng một lần thì trên led sẽ hiển thị điện áp mà chúng ta cài đặt để mạch sẽ ngắt. Ở đây là đen là 11,3. Và chúng ta nhấn nút trừ để hiển thị độ chênh lệch là 2,0. Ví dụ đây mình đang để là 11,3. Khi điện áp hạ xuống dưới bằng 11,3 thì mạch sẽ ngắt điện áp đầu ra nha các bạn. Ví dụ đầu tiên bây giờ mình sẽ hạ thử điện áp đầu vào tương đương với lại bình ắc quy đang được sử dụng và điện áp sẽ bắt đầu hạ xuống. Và mạch sẽ có độ trễ là khoảng 3 giây khi điện áp bằng với điện áp mà chúng ta đã cài đặt hoặc là nhỏ hơn điện áp mà chúng ta đã cài đặt thì mạch sau khoảng 3 giây mạch sẽ ngắt điện áp đầu ra. Và điện áp chênh lệch như vừa rồi chúng ta vừa xem đang để mặc định là 2,0. Như vậy là chúng ta sẽ cộng điện áp chênh lệch là 11,3 cộng thêm 2 có nghĩa là 13,3. Như vậy là khi điện áp cao hơn hoặc là bằng 13,3 thì mạch sẽ bắt đầu đóng delay để cấp nguồn điện nó ra. Dù bây giờ mình sẽ tăng điện áp đầu vào lên.
Và như vậy là khi điện áp đầu vào cao hơn hoặc bằng 13,3 thì mạch sẽ lập tức đóng lại đây để cấp điện áp đầu ra. Và cũng như vậy, khi điện áp hạ xuống dưới 11,3 thì mạch sẽ ngắt lại đây để ngắt điện áp đầu ra. Khi điện áp hạ xuống dưới 11,3 thì sau khoảng 3 giây thì mạch sẽ ngắt relay để ngắt điện áp đầu ra. Và hai điện áp, khoảng điện áp ngắt cũng như là điện áp chênh lệch để đóng relay thì chúng ta có thể thay đổi được. Và ông Hường đối với bình ắc quy 12V thì trạng thái nạp cũng như là dung lượng ở 0% là khoảng 11,8V và ở trạng thái 100% là khoảng 12,6V. Và ở đây mình sẽ ví dụ thực tế đối với bình ắc quy 12V. Cho nên bây giờ mình sẽ cài đặt điện áp ngắt là dưới 11,8V. Để cài đặt được điện áp ngắt thì chúng ta sẽ nhấn giữ phím cộng và led trên mạch nhấp nháy. Bây giờ mình sẽ nhấn phím trừ hoặc là phím cộng để cài đặt điện áp ngắt cho phù hợp. Bây giờ mình sẽ cài đặt là 11,8V là điện áp ngắt. Và bây giờ mình sẽ cài đặt điện áp đóng. Giờ mình sẽ nhấn thử phím trừ một lần để thấy điện áp chênh lệch. Điện áp mặc định ở đây là 2. Vừa rồi mình đã cài đặt là 11,8. Ví dụ ở đây mình sẽ cần điện áp đóng là 12,6V. Như vậy bây giờ mình sẽ lấy 12,6 trừ cho 11,8 là ra 0,8. Và để cài đặt được điện áp chênh lệch này thì bây giờ mình sẽ nhấn giữ phím trừ. Và ở đây bây giờ mình sẽ cài đặt là 0,8. Và như vậy là 11,8 cộng thêm 0,8 là ra 12,6. Và như vậy là dưới 11,8 thì mạch sẽ ngắt, còn trên 12,6 thì mạch sẽ đóng relay. Giờ mình sẽ thử thực tế nha. Giờ điện áp mà mạch đang đo được là khoảng 11V. Giờ mình sẽ tăng điện áp lên. Và như vậy là khi mình tăng điện áp lên trên 12,6 thì mạch lập tức đóng relay để cấp nguồn cho thiết bị. Và bây giờ ví dụ như bình ắc quy đang được sử dụng và điện áp bắt đầu bị tụt xuống. Và điện áp đã tụt xuống dưới 11,6 thì sau khoảng 3 giây thì mạch sẽ lập tức ngắt relay để ngắt thiết bị để tránh gây tình trạng mà bình ắc quy bị tụt áp quá mức và có thể gây hỏng bình. Và bây giờ mình sẽ thử xem điện áp ngắt thấp nhất mà chúng ta có thể cài đặt là bao nhiêu. Bằng cách là bây giờ mình sẽ nhấn giữ phím cộng, sau đó mình sẽ nhấn phím trừ để hạ điện áp ngắt xuống. Và điện áp ngắt nhỏ nhất mà chúng ta có thể cài đặt là khoảng 7V, 7.0. Và mình sẽ thử điện áp ngắt cao nhất mà chúng ta có thể cài đặt là bao nhiêu. Vì vậy là điện áp ngắt cao nhất mà mình vừa thử vừa rồi thì ở đây là hiện là 80. Tuy nhiên điện áp cấp vào có thể tối đa là 36V. Cho nên nếu mà chúng ta cài trên 36V thì mạch sẽ bị mất tác dụng nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ xem thử điện áp trên lệch cao nhất mà chúng ta có thể cài đặt là bao nhiêu. Bằng cách nhấn giữ nhấn phím trừ để cài đặt điện áp trên lệch. Và tăng cái giá trị này lên. Và như vậy là giá trị điện áp trên lệch chúng ta có thể cài đặt tối đa là 10. Có nghĩa là khoảng cách giữa điện áp ngắt và điện áp đóng relay là tối đa là 10V. Và như vậy là đối với lại bình ắc quy cũng như là pin tương ứng thì chúng ta sẽ có cách cài đặt điện áp cho phù hợp. Và là tùy vào nhu cầu thì chúng ta có thể cài đặt cho phù hợp. Và video của điện tử DT đến đây là hết. Các bạn có bất cứ góp ý gì hãy để lại bình luận ở dưới phần mô tả video. Nhớ like và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình đăng video mới. Cảm ơn các bạn.